Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là chủ nhật 16 tháng 2 năm 2003 và cũng là 16 tháng giêng năm Quý Mùi, tức là năm mới. Năm mới hôm nay là buổi giảng đầu năm. Mình cứ nói đầu năm, mình cứ nói năm mới tùy thuận chúng sanh ha. Chứ tôi nói như vậy mà nếu mà người học Phật sâu á là người ta bất khỏe không liệt. Người ta nói rằng là năm mới không có năm mới. À, ta gọi là đầu năm không có đầu năm. Bởi vì quá khứ tiền không có, hiện tại tiền cũng không có, và tương lai tiền cũng không có. Mà không gian như tại thời gian vô vô cùng. Còn cái mà năm mới năm cũ thì kia là tại mình nói thôi, do cái yêu cầu của một dân tộc nào đó. Ví dụ như mình gọi là cái Tết của mình đó là cuối tháng 12 âm lịch chứ gì. Nhưng mà các cái nước khác thì người ta Tết không phải vậy, ta chịu tuổi không phải vậy. Do vậy cho nên cái từ năm mới năm cũ mà đối với cái lỗ tai của người mà thâm nhiễm đạo Phật rồi đó, là nói vậy thì là nói vậy mà không phải vậy. Nên hôm nay là năm mới mà. Trước hết là tôi xin gửi đến toàn thể các vị Phật tử có mặt, cũng như các Phật tử hôm nay vì một lẽ nào đó chưa có mặt, tất cả Phật tử chúng ta được dồi dào sức khỏe trong năm mới. Và lời chúc thứ hai là tôi xin chúc tất cả Phật tử chúng ta giữ vững trong hai lập trường. Một là chúng ta phải có chánh tín, hai là chúng ta phát bồ đề tâm, coi như là một là chúc sức khỏe, hai là kèm theo sức khỏe là chúc các vị có chánh tín, ba là phát bồ đề tâm. Xin gửi đến toàn thể các vị. Thế thì đó, chúng ta học trên cái thứ bàn thì bữa nay là kỳ thứ mấy hả? Hôm nay là kỳ 94 mà. Đi đi. Xin nhắc là cái bữa tất niên đó mình cũng kể là một kỳ là 93 rồi chứ gì. Bữa nay là 94. Không. Tại giám đường chùa Vĩnh Nghiêm như những năm nào qua rằm tháng giêng thì chúng ta sinh hoạt trở lại. Năm nay chúng ta vẫn tiếp tục học kinh Đại Pháp Niết Bàn phẩm thánh hạnh. Thứ 20 và kỳ thứ 94. Trước khi học, như tôi vừa nhắc cho toàn thể quý vị đó, chúng ta học Phật, cái điều đầu tiên là chúng ta phải phát cái tâm chánh tín đây được. Sở dĩ tôi nói như vậy là tại vì hồi 5 giờ, xin lỗi, có cái chỗ nữa gì ồn dữ ha, nó nhỏ tí xíu đi. 5:30 chuyện qua tôi có nghe một cái buổi phóng sự của đài phát thanh Việt Nam nói về những cái lễ hội ở miền Bắc.
miền Nam mình cũng có lễ hội, nhưng mà ngày hôm qua là nhằm phóng sự đó là nói về phần gì, là nói về miền Bắc. Lễ hội nhiều lắm, lớn lắm, nhưng mà trong đó là người ta thường nhắc nhở, trong đài thì thường nhắc nhở rằng là mọi người phải tránh xa những cái mê tín dị đoan. Ta nhắc nhở các cái địa phương mà những người đứng trong cái ban tổ chức đó cũng tạo mọi điều kiện để gạt bỏ những cái gì về mê tín dị đoan. Nếu mình nói thêm nữa là gọi là quyến hoặc về quan đường. Mê tín dị đoan, quyến hoặc quan đường là những cái mà nếu mà nó có trong xã hội nào đó thì xã hội đó không có tiến hóa được. Nó lạc hậu, vô cùng lạc hậu. Nó làm cho dân trí không mở mang. Cho nên là cái đài người ta làm cái bốc sự đó, ta nhắc nhở, ta động viên phải tránh mê tín dị đoan, quyển hoặc quan đường, cầu nguyện gian sinh. Những cái mà có thể là không bao giờ có hiện thực được, ấy thế mà cái tâm trạng đó nhiều lắm. Tôi nghe cái đó tôi lo, hết sức lo. Mà tôi là người có cái trách nhiệm mà nói trực tiếp với bao nhiêu người, với số trong người đó mà, thì cái nguy hiểm nặng nề lắm, cái sự đương đầu, sự đối địch nó nhiều lắm. Tôi biết gì vậy, tôi nghe cái đó mà tôi lo cho tôi. Lo cho tôi không phải là tôi sợ, tôi không phải sợ cái nối đầu, cái đối địch, cái đương đầu. Nhưng mà mình thấy rằng là cái sự đóng góp của mình để giúp cho đồng bào, cho bà con, cho Phật tử của chúng ta không được bao nhiêu, là vì cái đó nặng nề quá sức. Nhưng đại đa số là người ta tin tưởng, ta cầu nguyện ở tha nhân, mà người ta không tin tưởng ở tên người ta. Vì vậy mà tôi muốn nhắc cái năm mới này, tôi muốn nhắc với Phật tử là các vị phải phát cái tâm chánh tín trước đã. Chứ cái đức tin không có được. Đức tin mà nó có chất là các vị sẽ không được gì hết. Chúng ta không có chánh tín mà chúng ta mê tín thì là theo kinh điển mà lục tổ Huệ Năng, ai là người mà ham học kinh Pháp Bảo Đàn thường nhắc nhở rằng yêu cầu tôi giảng Pháp Bảo Đàn. Thì bây giờ đây các vị nên nhớ rằng là ngay trong Pháp Bảo Đàn các vị có thể nghe rồi nhé, và các vị cũng không để ý cái chỗ đó. Chúng ta có thể học rất nhiều kinh mà chúng ta vẫn là ngoại đạo như thường. Chúng ta đi chùa mỗi đêm mỗi tụng kinh mà chúng ta vẫn là ngoại đạo. Chúng ta bỏ tiền rất dữ xây chùa, tạo tượng, bỏ hàng triệu triệu, thậm chí hàng tỷ cũng có, mà chúng ta vẫn cứ là ngoại đạo. Tạo tượng Phật đàng hoàng mà vẫn cứ là ngoại đạo. Nếu chúng ta không học chánh pháp, không thực hành theo chánh pháp, mà không tin ở đây cái khả năng thành Phật của mình. Vì vậy nên cái tiểu tính đến đây tôi muốn nhắc lại các vị là phải tính tự, tính tha, tính nhân, tính quả, tính sự, tính lý. Phải tính tự, phải tin khả năng thành Phật của mình, và phải tin cái khả năng mình có thể tạo ra thiết nghi u áo, để rồi cái thiết nghi đó, cái vòng đai sắt nó tự bao mình, nó nhốt mình. Mình có thể tạo ra địa ngục để nó hành hạ mình. Mình có thể tạo ra ngạ quỷ súc sanh để rồi mình sống như đời sống ngạ quỷ súc sanh. Đó là chuyện có thật.
Chứ cái niệm mà mình sợ tới, mình chờ tới khi chết rồi mình mới gọi là có đọa địa ngục để rồi nhờ các thầy cầu nguyện đó hả, cái đó chết thôi. Học Phật vậy là không, sẽ không có được cái gì. Một thấy trong mình đừng bao giờ các vị sợ và cho cái ngày mà chết rồi mới sợ mình đọa địa ngục. Sợ như vậy cái người mà có cái ý niệm sợ và sợ kiểu đó, đó là mình là ngoại đạo rồi. Chờ ngày nào mà mình mọc sừng, mình mọc mũi, đi đến giò ba hai cách mình mới gọi là xuất sanh, là mình là ngoại đạo rồi. Còn cho khi nào mà mình có cái lỗ ăn, cái thịt khí quản nó nhỏ như cái lỗ trung kim mà cái bụng như cái dâm trúc sấp, là mà sợ như vậy mà nghĩ rằng như vậy là mình đọa ngạ quỷ, là phải chờ có cái bụng to, cái lỗ thịt khí quản nhỏ vậy là mình ngoại đạo rồi. Là vì mình tin cái cảnh giới, cái thần thánh đó là ở bên ngoài, ai nó đặt ra, bày ra, sắp xếp để hành phạt mình. Đó thì là mình là cái người ngoại đạo, là mình cầu bên ngoài, mình sợ bên ngoài, mình mong sự thưởng phạt của ai đó bên ngoài, là mình ngoại đạo. Cho nên tôi nói cái này đại chính lý, nếu mà các vị mà không biết được vì người bán khác là tôi sẵn sàng dập, tôi không giả nữa, tôi không nói đạo Phật nữa. Chứ còn mở tôi nói khác luôn, người ta là thường hâm, mà nếu mà không nghe tôi nữa mà không ai mà tin đến nữa là tôi dập thất, tôi không giả nữa, tôi dập thất. Còn tôi thì tôi không nói vậy, tôi không giả nữa là tại vì người ta không tiếp nhận nổi cái giáo lý mà tôi muốn truyền đạt và tôi muốn cúng dường cho các vị. Ở đây chừng đó tôi không nói, chứ tôi không cần phải nhập thất. Bởi vì cái chân nhỏ có tội gì mà phải trói nó lại, con mắt cũng không có tội gì mà phải tâm cho nó đuôi đi để mình nhét mình ở trong bức tượng, cái miệng cũng chẳng có tội gì mà phải mai nó. Cho nên là khi mà nói mà không được thì có thể là không nói được. Chứ bây giờ thì cái thấy của tôi á, mà tôi xin sắp truyền đạt cho đại chúng á, là cái thấy của tôi bây giờ là nó khác với cái thấy của 55 năm trước vậy. Cái từ địa ngục của tôi là không bao giờ có ở ngoài ta, ngạ quỷ súc sanh cũng không bao giờ có ngoài ta. Cho nên là ngày lúc nào tôi thấy rằng tôi đang sống như địa ngục, lúc nào tôi vào địa ngục, lúc nào tôi len lỏi vào trong cái trốn ngạ quỷ, lúc nào tôi là súc sanh, tôi thấy rõ. Bởi vì chỉ đi một lần na là ca, chỉ ta là ca mà ta dịch là khả hiểm, là khả cụ, là bất lạc, là cổ trí, là vô, là hữu đó. Tức là những cảnh giới mà bất mãn, bất bình, đau khổ, không bằng lòng, và làm mình rơi vào những cái đó là mình đã địa ngục rồi. Thì mình làm những điều tội ác mà bị lương tâm trừng trị và luật pháp trừng trị là mình đã rơi vào địa ngục rồi. Chứ không có phải chờ chết có cái địa ngục, có cái địa ngục của quỷ sứ, cái đó nói, cái đó không có. Cái đó người ta dùng cái một cái kinh tự của thiên giáo, người ta này, ta nói vậy thôi, hù vậy thôi. Còn đạo Phật thì nói rõ là địa ngục là mất lạc, là khả cụ, là khả hiểm, là khổ khí. Lúc nào mà ta sống không còn thấy vui nữa, không còn thấy an lành nữa, thấy đau đớn, thấy gai nứt, thậm chí thấy cung cực nào khổ trong cuộc sống, thì phải thấy rằng lúc đó ta đã sống sai chân lý nào đó, ta đang rơi vào địa ngục. Thấy như vậy mới là đạo. Chứ chờ chết rồi mới sợ rơi vào địa ngục nào. Bởi vì kinh điển dạy rằng nhất tâm phụ thập pháp giới, 10 cái thế giới, từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, 10 trời Atula, Thanh Văn, Dương Giác, Bồ Tát và Phật, đều là từ tâm của ta.
ưng quán pháp giới tánh nhất thiết duy tâm, tâm như công quả sư quả chủng chủng ngũ ấm, nhất thiết xá giới trung vô pháp nhi bất tạo. Cái tâm của ta là như ông thợ vẽ, tôi vẽ cả 10 pháp giới đều tự tôi vẽ ra tự thôi, nó tạo ra cho ta. Cho nên địa ngục khi nào ta khổ sở, ta bị lương tâm, gọi là lương tâm dày dò, lương tâm cấn rứt, hành hạ, khổ sở, bất an, bất định, bất mãn, bất ổn. Tệ nhất là mình sống sai những cái luân thường đạo lý của con người, để cho người ta bắt bó, người ta đánh đập, người ta trừng trị. Thì những cái hoàn cảnh đó đều có thể, cái từ địa ngục ở trong đạo Phật là chỉ cho cái khổ đó, cái khổ rất cụ thể trong cuộc sống, chứ không phải trời. Còn như tôi nói nhiều lần rồi, ngạ quỷ là gì? Là con cầu không bao giờ thỏa mãn, vâng thì thèm ăn thèm uống, cái sức chứa đầy như cái dâm cốc sắp lớp của chùa, chứa một lần là hai ba đó, ba bén cái khối thực phẩm, mà trong kinh tả là cái lỗ thịt khí quản để ăn uống á, thì là nhỏ như cái lỗ trung khí, có nghĩa là ăn không được, uống không được, bỏ nước nó không chảy, nước nó không tồn không vô. Như vậy nói theo kinh tế học tôi gọi là cung cầu không thỏa mãn. Người ở trong đất nước mà cung cầu không thỏa mãn thì cái đất nước đó là nhân dân nghèo khổ thiếu thốn đủ thứ. Cha người mà cung cầu không thỏa mãn thì trên đề ăn uống thì tôi thèm khát cực khổ vô cùng vô tận. Thế thì về mặt tâm linh, tâm tưởng của con người, nếu chúng ta dục vọng đầy tràn mà không bao giờ đáp ứng được, không có đáp ứng được cái dục vọng đó, thế là lúc đó chúng ta phải điều chỉnh lại. Chúng ta phải đọc cái câu ra dục di khổ sanh tử bì lao tùng tham dục khởi. Cái dục vọng nhiều khổ lắm, nó mệt nhọc vô cùng, nó sống trong cái sự sanh tử, tử sanh, sự thèm muốn khát vọng, từ tham dục mà nó sinh ra các cái đó. Bây giờ ta phải điều chỉnh nó lại, thiểu dục vô vi, thân tâm tự tại, chúng ta dẹp bớt, chúng ta hạn chế, chúng ta triệt tiêu cái đa dục đó, chúng ta trở thành người thiểu dục, trở thành người tri túc, là chúng ta có an lạc. Thế thì là đa dục là nó thành ngạ quỷ, chứ không phải ngạ quỷ là chờ có cái con ngạ quỷ như người ta thường tả. Cho nên chúng ta vẫn thấy rằng chúng ta lúc nào chúng ta rơi vào ngạ quỷ, chúng ta là ngạ quỷ. Đấy, học vậy mới là học Phật. Còn nếu mà các vị bảo chị nghe cái đó, ai cũng đồng lòng không nghe cái đó, là tôi sẵn sàng dẹp cho tôi, không có dập thấp dập xiết gì hết đâu. À, nghe không được nữa tôi bảo không học cơ ha, thế đâu người ta cũng bảo nói, thế thì là không nói nữa vậy thôi. Chứ ngạ quỷ là phải hiểu vậy. Còn súc sanh là gì? Là nhân nghĩa lễ trí thích không có. Nói theo Công giáo là nhân nghĩa lễ trí thích là gọi là ngũ thôn, năm cái điều thường mọi người lẽ ra là con người ai cũng phải có mà mình không có. Thì đạo Phật thì là tam quy ngũ giới, đó là cái tiêu chuẩn để làm người mà mình cũng có. Thế thì mình sống bằng cái gì bây giờ đây? Sống bằng đầy ấp si mê đần độn, công nhân, công nghĩa, công lễ, công trí, công tích, không có tam quy ngũ giới gì hết. Thế thì cái đời sống đó, người xưa Diệp Đàn Nho Giáo thì gọi là nhân bất thông cổ kiên nhiên ngô bả nhi cấp cứng, thì nó nghĩ việc ác không biết, lẽ phải không biết. Thì người đó dầu là sống với hai chân với hình dạng con người, nhưng mà coi như trâu ngựa mặc áo quần vậy thôi. Đó là những người siêu rồi, người ta đúc kết lại cái tiêu chuẩn của con người là phải có, theo Nho Giáo là phải có tam quyên có ngũ thuật, theo Đạo Phật phải có tam quy của ngũ giới là được. Còn bằng không thì chúng ta là như như bả như cấm tuyết,
Đấy, cho nên là cái chữ tam đồ đó là do tâm ta tạo ra cho chúng ta có tam đồ, tức là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Chính tính là phải tin như vậy. Rồi con người cũng do ta tạo. Trời là ta tu tập thiện. À, còn con người là ta tu tập nguyên vũ giới, là ta có tiêu chỉnh con người là nhân đạo và là nhân thượng. Tu tập thiện nghiệp, thân thì bất sát, bất đạo, bất dâm, khẩu bất vọng ngôn, bất ý ngữ, bất lưỡng thiệt, bất ác đạo, ý vô tham, vô sân, vô si. Tu tập thiện như vậy là chúng ta hưởng cái phước báo an lành của trời, chúng ta là trời. Cho tôi nói rằng là trời mà nhìn trên mà thấy xanh xanh mà gọi là trời là không có đúng. Ta tìm ra bằng từng ống tia laser đi cả 100.000 năm ánh sáng, người ta có thể độ lượng tới cái mức mà ánh sáng đi cả 100.000 năm mà không hề đụng tới ông nào, chưa đụng tới ông nào. Bởi vì không gian là cái vô tận, thời gian là vô cùng. Cho nên là mình nhìn trời trên cái xanh xanh đó là chẳng qua là cái khí quyển nó xa quá rồi mình thấy nó xanh xanh vậy, chứ còn mình đi tới đó không có chỗ nào là xanh hết. Nếu mà mình có một cái công cụ nào đó, cái phương tiện, cái máy bay gì đó mà ta hoài mình đi từ ra cái mây trắng mây đen mà ở gần trái đất này đến cái số đây mà đi vô trong nữa là không có cái chỗ nào mà xanh hết. Thấy nó ăn hết vậy, mình đi tới đâu nó cũng vậy thôi, không có cái màu xanh. Màu xanh là tại mình ở xa và thấy nó có cái màu xanh. Thành ra là ta gọi là thiên thích tịch vô âm, thôn thôn thà xứ tầm. Nhìn thấy xanh xanh nó vậy chứ mà không có tìm trời ở trong đó được đâu. Kể cả ông Chúa Trời, Chúa Trời cũng không hề có. Cái đấng sáng tạo nào đó cũng không hề có. Nhưng mà được cái đạo của người ta tin thì mình không có được xen vào, không nên xen vào của người ta. Chứ đạo Phật thì không hề có. Đạo Phật là trung trùng duyên khởi mà sanh. Cũng như cái tivi mà các vị nhìn ở trong tivi và các vị thấy có vua rồi có nhất phẩm tiền đình, nhị phẩm, tam phẩm, tứ phẩm, vân vân, và có cung phi mỹ nữ đó, không bao giờ có ông nào sanh. Cái đó là do nhân duyên trung trùng vô tận. Có ra cái vua đó, có ra ông quan đó. Quan đó nếu tắt cái gì cái nguồn điện là không bao giờ tìm trong cái tivi đó có cái gì để sinh ra các ông quan, ông vua, các cung phi mỹ nữ đó. Thành ra theo đạo Phật thì không có cái ông để sinh ra. Tin như vậy là tin nhân tin quả đó, tin nhân duyên đó. Cho nên là trời cũng là mình thôi, là tu tâm mình đây, là tu thập thiện vậy, tu tứ diệu đế thành A La Hán. Mà nên nhớ là A La Hán không phải là chờ chết rồi mới A La Hán. Cái này tôi khó nói quá mà, bởi vì các vị là tuyệt đại đa số là gọi là bậc tổ đó, mà thực thân là đi lại như cái ông A La Hán ở trên bạc không à. Đi ra vào chùa Tây Phương đó, ở Hà Nội để mà tìm 18 nơi ông A La Hán đó để mà lại. Mà trong khi đó sự là A La Hán quả là không danh, là bụng bự, gọi là hay là mập hay là ốm hay là râu nhiều qua râu ít gì, cái kiểu gì mà chùa Tây Phương tạo 18 ông đó, không có ông nào pho đẹp tai đẹp mã gì hết. Mỗi một ông có một cái gì tốt mà người ta cho rằng là cái thời đại mà tạc cái tượng đó là nó có cái khuynh hướng là người ta trân trọng và quý những cái người trong dân, phát xuất từ cái tâm trạng mà là tôn trọng những người nông dân, những người lao động trong cái giai đoạn mà ta tạc tượng đó. Cho nên trong đó không có cái tả, không có tạc cái tượng của những người quý tộc. Trong đó có những người không có thời gian để uống nắng bộ rau, cho nên là rau quăng quýu để sòm sàm. Có những người gọi là ốm tông ốm teo vì là thiếu ăn, vì là bị bốc lột. Cho nên những ông A La Hán này ốm tông ốm teo.
Rồi có những ông thì là ngồi thì dán quần lên, thì còn rồi ông Nguyễn nghĩa là ngang tàng y như người làm ruộng mà mệt rồi lên bờ cứ ngồi vậy mà một bốc cái gáo nước cũ vậy thôi, không có, không có nghi lễ, không có đúng tập vậy. Thế thì là nó phát xuất từ một cái giai đoạn nào đó của cái tư tưởng, cái đất nước của nhân dân, thậm chí người ta tạc cái trong đó là có ý nghĩa để mà chống đối với một chế độ, một giai cấp phong kiến quý tộc nào đó. Cho nên nhân vật là nó là không có người nào đẹp anh, đẹp là người làm nghệ thuật, đẹp là có cái cơ sở khoa học, chẳng hạn như cái đường gân cần cổ, nó y như đường gân cần cổ thiệt mà ngày nay khoa học của người ta đã học á. Rồi cái gân tay hả, những đường gân quốc nổi lên đó là nếu mà bác sĩ người ta học về về việc người ta học đó, người ta coi người ta nhìn ra nó giống như là con người thiệt. Anh cái tập thức về cái nghệ thuật đó mà những bức tượng đó không có quý tộc, không có tỏ vẻ hiền thánh, không có thể tỏ vẻ sang giàu gì hết, phát xuất từ một cái giai đoạn một cái tư tưởng đó. Thế thì người ta tả vậy, ta gọi là 18 một la hán. Rồi giờ mình phải đi lại mấy ông đó, lại là ông không cần phải lại mấy ông đó, mà là ông có nhiều cách lắm. Mỗi một giai đoạn có một tạc cái tượng a la hán khác nhau, mà sự thật a la hán là trong tất cả chúng ta ai cũng có quyền chứng cái quả từ tu đầu hoàng tư đà hàm a na hàm và a la hán trên cõi đời này. Chứ các vị lại mà các vị cứ tin là chờ chết rồi mới thành rồi mới lên được ngồi trên bàn không mấy vị mới lại thì là cái kiểu đó tôi không nói được rồi. Tôi không cần đi dạy đi giảng cái đó, tôi không cần truyền đạt thứ đó, bởi vì thứ đó tôi xin lỗi chứ cái tâm hồn mê tích gì đó Nguyễn hoặc qua người nào không cần dạy người ta có cái đó. Thế thì mình đi truyền đạo cái gì, mình đi giảng pháp cái gì? Cho nên cái mà tôi nói là tôi biết rằng tôi sẽ lãnh trách nhiệm rất khó khăn, mà đầu năm thì bây giờ tôi nói cái đó các vị đấy không có giờ tin anh là người khác, mà thích tự là tin khả năng thành Phật của mình, thành địa ngục của mình, thành ngạ quỷ của mình, tin khả năng là xuất sinh của mình, tin khả năng là người của mình, tin khả năng là trời cũng do mình, tin khả năng thành tu là hoàng tư là nào hay nào hay lớn cũng là do khả năng. Thế ông Giang xin cầu lại gì vậy? Quá trình quá đổi tôi nghe ngoài Bắc nghe anh xin cầu lại thì ta không biểu ấp luôn. Cầu nguyện Giang xin để làm ăn khá giả, để là mùa màng trúc rồi nè, để là có người thì tham quan tính chất rồi để giữ vững cuộc sống được kia lên. Không có một người phát biểu nghe mà có cái chất được của bạn giao. Tội nghiệp hết sức. Còn như vậy là cầu bên ngoài là ngoại đạo, dầu là quý rồi, dầu là xuất gia rồi, cũng vẫn cứ là ngoại đạo. Là vì tu theo cái đạo mà cầu bên ngoài, ý lại nó tha nhân, tin tưởng là cái sự thi ân bác giác phúc của những đức thần linh nào đó đều là ngoại đạo anh. Cho nên cuối cùng là thành Phật cũng là mộng. Phật là khó đến. Đức Phật của chúng ta 30 tuổi đã thành đạo, gọi là thành đạo rồi, con người đó vẫn còn bằng xương bằng thịt, mỗi ngày vẫn đi khất thực, vẫn thanh mật, vẫn giảng dạy, vẫn thuyết pháp cho mọi người cho tới năm 80 tuổi mới là bỏ cái xác thân. Chứ còn nói 80 tuổi mà Phật mới chạm đến bàn là nói câu đó là tôi ráng mà tôi nói với các vị đấy. Đối với tôi là tôi nói vậy là tôi cho là nói chậm. Không phải Đức Phật 80 tuổi mới là có niết bàn để nhập nha. Nói vậy là nói với những người không hiểu đạo Phật, một bước là phải nói chuyện với họ. Chứ còn nói như vậy mà trong trí của tôi là không bao giờ chấp nhận câu đó. Bởi vì nói như vậy là chẳng những có tội ha, chẳng những không hiểu đạo Phật, mà nếu mà phân tích đó là một hình thức vô si của mình và ủy ban nước sở tục.
Moses của mình là sao? Moses của mình là gì á? Em tưởng rằng là chết là niết bàn, thế còn sống là không có niết bàn. Thế là nói Phật là 80 tuổi niết bàn là Moses của mình, nên mình tưởng cái niết bàn một cách sai lầm. Còn quý bác Đức Phật là sao? Là gì? Đức Phật ta có niết bàn cái hồi 30 tuổi ta vừa thành đạo như cội Bồ Đề kia mà. Vậy mà bây giờ 80 tuổi chết rồi mới niết bàn, ai cho ở trong cái cõi Lăng Công vô tận đó ư? Thế là quý bác. Cho nên kể cả cái từ mà nói là Đức Phật 80 tuổi mới niết bàn là đã sai rồi. Là chỉ nói như trên cái hạng mà bơ. Nên là à, tin lò mò. Cho nên là hiểu đạo Phật không nói gì được. Phật có một tâm Bồ Đề hồi 30 tuổi, 31 gì đó. Vì sao người ta nói như cái ngày thành đạo của Đức Phật là cái ngày mình giúp đổ mình tin đạo thành. Ngay có một tâm Bồ Đề ngay lúc đó, và đã có một tâm Bồ Đề thì cũng ngay lúc đó không còn sống sai chân lý. Vì từ thượng chân lý không còn sống sai chân lý, cho nên không có phiền não, không có vô minh, không có mọi sự đau khổ, hành hạ Đức Phật được nữa. Do vậy mà ngay lúc có Bồ Đề là đã có niết bàn. Ấy thế mà tâm nói rằng là Đức Phật 80 tuổi mới nhập niết bàn là sao? 30 tuổi thành đạo là đã nhập niết bàn rồi đó chứ. Nhập niết bàn chúng ta là đi vào niết bàn sống trong cuộc sống, không là niết bàn đấy. Cho nên tôi thì càng ngày tôi nói những cái càng khó thì Phật tử lại cũng khó nghe. Thật ra là thành thật mà nói bây giờ thì tôi gần như không còn muốn nói nữa, là tại vì thấy khó quá đi. Nói mà những cái khó nghe đó thì được bao nhiêu người nghe, còn cái số mà nghe không được, người ta chống đối, người ta cự nữ nhiều quá. Thế thì mình không sức đâu mình đi làm cái chuyện mà nhiều người mà không thích. Có thích là thích một số ít những người có chuẩn tính đại thừa, có trình độ, ta nghe có lý luận, ta nghe mới phụ. Mà mình làm sao mình hiểu được những người đó được bao nhiêu? Một tuyệt đại đa số phải nói rồi, tuyệt đại đa số là tầm thường đó. Đây là tôi nói tầm thường, đây là về cái đức tin á. Chứ còn cái trình độ và trí huệ và khoa học và kỹ thuật là kinh tế là chính trị, người ta dựa ngâm một triệu lần tôi thì không có cái đó, tôi không nhầm, không có phần nào đối với người ta hết. Nhưng mà với mặt tin tưởng về đức tin là đối với tôi là tôi cho là tầm thường, tầm thường nhiều lắm. Vì vậy mà sau thì mình có thể không muốn nói là tại khi như có đó là vậy. Từ chỗ đó cho nên tôi mới hiểu vì sao mà Đức Phật mà khi mà một vua thành đạo rồi lại muốn không nói, muốn cùng nói, muốn nhập niết bàn, có nghĩa là muốn đi vào niết bàn mà hưởng cái niết bàn một mình đó, không muốn nói. Là tại vì cái của Đức Phật thấy, cái của Đức Phật biết khó nói quá. Từ chỗ đó Đức Phật buộc lòng mới là hạ thấp xuống. Hạ thấp xuống mới nói là giáo lý Hàm, giáo lý Tư Đế, rồi gọi là tiểu thừa, giáo lý Phật Nhân Duyên, gọi là trung thừa, rồi sau đó mới nói đại thừa. Còn tôi thì như bây giờ, đến cái tuổi này bây giờ là tôi đã nói cái kia rồi. Tôi đã nói những cái đó hồi tôi đi giảng mấy chục năm á, 51, 52, 53, 54, 55 rồi tôi đi giảng là tâm quy, là ngũ giới, là ăn chay, là niệm Phật, là đốt nhang, là thờ phượng. Cái đó tôi nói rồi. Nói rồi bây giờ tôi nghe là tôi nhớ là tôi mắc cỡ muốn chết thôi. Tôi nói thật với các vị đó, tôi nhớ lại tôi mắc cỡ lắm đó. Nếu mà tôi ở đó mà tôi ngồi dưới là tôi hỏi một cái là giảng sư trên, nghĩa là mồ hôi nghe nhẻo đập, không có gì chịu nổi tôi đâu, thậm chí là trốn luôn á.
Nhưng mà đó tôi khổ với cái lắm, không ai dám hỏi, là tại ta thương thấy thầy tội nghiệp. Hỏi ông lỡ ông trả lời không được sao? Thành ra ta thương. À thành ra là giảng rồi cũng được mời uống nước trà rồi tử tế. Yên lưỡng thì cũng xách xe rồi đưa thầy đi chỗ này đi kia, là tội nghiệp thầy. Chứ tôi mà hỏi lẳng lẳng là chết. Ô, không còn để đủ mà nhiễu đâu đấy nha. Không còn ôi để nhiễu à. Cho nên cái đó bây giờ là bảo tôi nói nữa là tôi không. Qua tôi nghe cũng anh sốt sao thế, nghe cái bài phóng sự của bà tôi nghe đích thị các vị tăng ni mình dạy Phật tử đối với về tính dị đoan hay quan đường phải là phải bỏ đi. Còn ví dụ như vàng mã thì phải hạn chế. Tôi nghe cái từ đó tôi cũng đau khổ tràn. Hạn chế là sao? Nếu không hạn chế là mỗi một lần con đốt vàng mã thầy cho con đốt 15 kg phải không? Rồi bây giờ thầy dạy con hạn chế, nghĩa là con đốt cỡ chừng 3 kg một lần thôi được không? Hay là con hạn chế 15 kg và con đốt chừng 10 kg gì vậy cỡ đó tốt cả thầy được không? Cho nên tôi nghe chứ hạn chế tôi nói xót xa sao đâu. Họ nói hẳn rằng không nên làm cái đó. Tôi nghe thầy Dũng Tàu có Phật tử nó về á, con ở bên Mỹ về trên tiền về nhiều lắm mà mẹ chết rồi, nghĩa là mua mấy vali đô la. Và cái ông Phật tử này ổng đã nghe băng của tôi là cả chục năm rồi, mà em mình ở bên Mỹ về thì đương nhiên là nhiều tiền, mà nó mua mấy vali đô la nó đốt không cho nó thì nó đâu có chuyện. Thì ông này cũng biết làm sao. Tôi nói bây giờ cứ mượn cái câu của cái tiền hồi xưa đó, cái câu của thời chế độ cũ đó, trong tiền nó có in câu hay lắm: anh luật phạt khổ sai, những kẻ nào làm giả mạo giấy phạt do ngân hàng quốc gia Việt Nam phát ra. Mượn cái câu đó mà nói tiền bây giờ chính phủ ta bây giờ đây không in câu đó, nhưng mà nếu ai làm bạc giả cũng vẫn bị lệnh luật phạt khổ sai, những kẻ nào làm giả mạo giấy phạt do ngân hàng quốc gia phát ra. Thế thì là cái vấn đề mê tín dị đoan, vàng mã nhà cửa xe cái máy tivi tủ lạnh điện ảnh cung phi mỹ nữ đích toàn là bằng giấy, thì làm sao mà ông bà cha mẹ mình xài được? Thế thì đó là mê tín, đó là dị đoan, đó là ngu si, đó là quan đường, đó là ảo tưởng. Rồi về phải cấm hẳn đi chứ hạn chế là hạn chế cái gì? Cho nên cái từ mà mở là ta hạn chế là cũng còn thả cái dây lòng phòng đó, cá mập không mắc được thì cũng mắc, cá eo cá ngát cá chẽm vân vân, nghĩa là ông như không có điều kiện, không dám bắt cá lớn qua có được thì câu cá nhỏ nhỏ. Cho nên là không có hạn chế mà phải dứt khoát không được làm những cái chuyện các cái vàng mã tiền đến tiền vàng bạc có lầu nhà cửa xe cổ không nên làm, hoàn toàn không nên làm, chứ không có hạn chế gì hết. Còn nó làm là ngoại đạo rồi, như không nhầm gì hết, cạo đầu mặc áo không nhầm gì hết. Thế thì là phải tin dành tin tự, nghĩa là cái tâm của mình có khả năng tạo ra 10 pháp giới, trong đó mình có khả năng tạo ra vô tượng bồ đề và vô tượng niết bàn.
Và Bồ Đề nếu bạn như tôi và đó phải đấy, không phải chờ chết rồi mới có. Cũng như vãng sanh Cực Lạc, không phải chờ chết rồi mới có được vãng sanh, mà ngay bây giờ thay đổi cuộc sống. Cuộc sống đau khổ triền miên, trong vui mừng buồn giận thương ghét sợ hãi lo âu, bây giờ học kinh đọc sách rồi cắt đứt những cái nguyên nhân vui mừng buồn giận thương ghét sợ hãi lo âu đó, là ta chuyển sang ra một thế giới gọi là Cực Lạc. Ta đang sống trong cái sự vui mừng buồn giận thương ghét sợ hãi lo âu tốn tối ngày, đó là ta ở trong cái cõi ta bà, là cái cõi khổ. Bây giờ ta biết có chánh niệm, ta hóa giải những vô minh phiền não, những nguyên nhân nào mà nó sinh ra nguyên nhân đau khổ, ta cắt đứt, ta bỏ ngay. Nên là ta chuyển sang qua một cái tâm an lành gọi là vãng sanh Cực Lạc. Thế thì cảnh giới Cực Lạc cũng do tin nơi cái khả năng quán chuyển của mình mà làm ra cảnh Cực Lạc. Chớ qua thì nó tu giật đi tới đâu tôi khổ lắm. Tôi đi cái đám mà tôi thấy để trong kia để hai cái tháp để ngoài gọi là Tây Phương Môn. Trời Phật, tôi thấy chữ Tây Phương Môn đó. Tây Phương Môn tức là cái cửa nó vào Tây Phương, nó là cái cửa để trên Tây Phương Môn, tức là cái cửa này để đi vào Tây Phương. Vào Tây Phương tức là vào hai cái tháp, vào cái tháp của mình. Cho nên tôi nói như vậy không có nghĩa là tôi đi nói xấu người ta làm cái gì, nhưng mà tại là mình nhìn bằng cái kính, mình mang cái kính của mình nó tỏ rồi mình thấy khác. Còn ta mang cái kính màu, ta thấy cái màu nó khác, còn mình mang cái kính trắng, mình thấy nó khác. Tây Phương ở đâu đó? Gọi là Cực Lạc, Cực Lạc ở đâu đó? Không có cái cửa nào vào Cực Lạc. Cửa vào Cực Lạc là cái bằng quả vô minh duy nhân tự chịu. Thiện là ác, họa là phúc, vui là buồn là do con người tự mình ngoắt nó vào, tự mình chiêu cảm nó vào, tự mình mời nó vào, tự mình làm ra. Chứ cái cửa gọi là cái cửa thiện, cửa ác hay cái cửa Tây Phương là ta bà, nó đâu có cửa, không có cửa nào, do tâm của ta. Thành ra mình thấy mấy cái đó mình tội nghiệp cho cái đạo Phật. Cái thứ nhất là phải tin tự, tin khả năng thành Phật của mình. Mười pháp giới hơn nữa là kể cả cái từ thông dụng mà mình gọi là Cực Lạc là cái bàn đó, cũng là cảnh giới của tâm ta tạo. Tin như vậy gọi là tin tự. Tin tha là phải tin lời của Phật, ông Phật mà mình chọn ông Phật thì không bắt buộc phải tin ông Phật đâu. Bởi vì Đức Phật là ông có nói ông là cái ông gì á, Đức Phật là người giác ngộ chân lý, lý nói ra chân lý như vậy. Nếu mình có trí tuệ rồi mình nhận thức rồi mình tư duy quan sát ứng dụng, mình thấy nó đúng như vậy, nó thực tiễn như vậy, thì mình tin ông Phật của mình, tin giáo chủ của mình gọi là tín tha. Chứ tôi nói rõ nha, ông Phật không bao giờ bắt buộc các nhà ngươi phải tin ta. Ta đây là một bậc vĩ nhân, là một đất siêu nhân, siêu nhiên gì đó, các ngươi phải tin ta. Không bao giờ có ông Phật nói vậy. Nên tin Phật là độc đáo. Tin cái bậc giác giả, ông Phật là người nói ra chân lý, chỉ bài chân lý, giống như những nhà khoa học vậy, thấy là nước chảy từ trên tháp chảy xuống, với con mắt khoa học người ta bảo rằng là phải làm một cái tuốc pin ở đây để nhờ cái sức nước đạt này mà nó phát ra điện để mà làm thủy điện mà xài. Thế thì cái nhà bà học nó nói là cái đó không phải của ai, cái đó là của
của vũ trụ, của thiên nhiên. Chẳng qua là người có trí tuệ thì phải biết rằng là chỗ này mà nếu mình làm một cái muốn một cái dynamo, làm mấy cái trung pin để cho nó, cái cánh quạt để cho nó đạp, cái giọt nước thì nó đạp thì là cái dynamo nó quay thì là quay đủ tua đó là nó bắn ra điện để mà xài. Thế thì cái lời nói của cái ông bác học đó, không có, ông có thiên nhiên gì hết, không có màu nhiệm gì hết, thì chẳng có của ai hết, mà là do cái trí của ông ta, ông phát hiện. Và ông có thể ông nói như vậy là trúc, nếu ai làm như vậy là có điện xài thiệt. À, thật ra ông Phật là vậy ta. Phật là mẫu ông thầy thuốc. Cây cỏ trong rừng nhiều lắm, những người thường không có để ý là không biết thuốc. Phật là người giác ngộ, là người có trí tuệ cao, cho nên là tình nhìn trong cây cỏ đó ta biết cái thuốc, ta dạy rằng bệnh này anh lấy cây này mà uống, bệnh tích đầu phải lấy cây này uống, bệnh tiêu chảy phải lấy cây này mà uống, bệnh lo ơi phải lấy uống kia mà ăn. Thế là ông thầy thuốc là chỉ biết nói để cái thực tiễn chân lý của cuộc đời là vậy. Do vậy cho nên tinh Phật không có nghĩa là nó tôi là dòng dõi, tôi là đạo Phật, cha mẹ tôi là đạo Phật, bây giờ chứ khoát tôi phải tin ông Phật. Ông Phật kiểu là cái tin ông Phật mà lỡ cái ông Phật mà lớn là bà cao 30-40 thước rồi mình Nhật Bổn giờ làm ông Phật 120 thước để cho nó cao hơn nữ thần tự do bên Hoa Kỳ chơi. Rồi mình gặp cái ông Phật đó mình lại vậy đó là mình gọi là tinh Phật hả? Không đúng đâu nha. Chẳng những cao ông nữ thần tự do của Hoa Kỳ 2 lần mà cao ông 10 lần với con mắt của người học Phật, trong đó thì không có Phật. Chứ đừng nói là ông Phật lớn là tôi ngán rồi tôi tin. Cho nên tinh Phật không có nghĩa là mình phải nô lệ với cái ông nào hết. Tin đây cái trí tuệ của một người mà mình đã chọn là vốn sư của mình. À, thế này gọi là tin. Chúng tha là phải tin Phật. Tha là chỉ cho đấy. Tin nhân tin quả thì cái điều đó là Phật dạy rõ ràng, đó là tin pháp. Tin nhân tin quả, tin sự tin lý là tin pháp. Là vì tin Phật là cái người giác ngộ, cái người thấy rõ chân lý. Bỏ ra anh muốn ăn cây chua cái chanh thấy không, thì anh phải lựa, anh lấy cái dốc là cái hộp chanh, hộp thái côn mà anh trồng thì nó ra cái chanh cái chua. Còn anh muốn ăn đó ngay cái chất vỏ ban đầu mới có, anh phải trồng mía nó ra cái cây mía anh ăn. Rồi như anh trồng xoài thì có thể vì người có chua mà vừa có ngọt đấy. Còn sốc thì nó chua mà nó chín thì nó ngọt. Còn có những thứ là anh trồng là từ đầu tới cuối nó nanh nhét mãi để dùng được. Thế thì là đức Phật giống như cái người mà nó giỏi về thực vật học. Nên rành rẽ là chỉ các cái thứ cây, các cái thứ giống qua cái nào tầm đấy gọi là nhân và quả. Mà nhân quả là một chân lý chứ cũng không phải của đức Phật. Chân lý là lẽ thật của cuộc đời của vũ trụ vạn hữu nó an bài như thế, duyên sanh như thế, chắc cũng không phải của Đức Phật. Vì vậy cho nên tin ta, tin Đức Phật mà không có nghĩa là nô lệ. Nô lệ cho một nấm sự danh sự nhiên. Tin nhân tin quả cũng không phải là tin lời nói của một nấm sự danh sự nhiên, của nấm thần khải, nấm thần linh mặc khải gì hết, mà nói là sự thật của chân lý. Tin sự lý là anh phải làm vậy nó mới ra như vậy. Anh không làm vậy là không có ra như vậy. Nhân quả là sự lý. Cái lý anh biết mà anh không làm, tức là ta gọi là năng kiếp. Anh biết mà anh không làm, ta gọi là bất năng hành. Con mắt anh có thể thấy xa, thấy nhiều, thấy rộng, mà chân anh không có là anh không di chuyển được.
tới cái đích của anh mà anh muốn đến đâu. Vì vậy cho nên là cái con mắt anh thấy rộng thấy xa, mà muốn đến tới đó là cái chân anh phải khỏe. Thế là tinh sự tinh lý, có nghĩa là anh phải học, anh phải tri, tri rồi anh phải hành, tri anh hợp nhất thì anh mới có được anh. Thế là cái đức tin là phải có tin tự, tin tha, tin nhân, tin quả, tin sự, tin lý mới là cái đức tin có giá trị quý báu. Cho tôi không khuyên các vị đệ tử cứ tin, cứ gặp tôn Phật là lại, gặp vua là vào. Gặp chùa lòng nào các vị có coi thầy vô không? Cái thầy ta nhìn kia đó, và cái chùa như lôi âm đó thấy không? Tân tạng mà vô mà lại một hồi đó, lại một hồi rồi các ông nó ngồi trên cái đó. Nó lắc người ta cười. Rồi ta sắp có sẽ được một bữa không? Thật chém. Tụ tập chém một bữa về cái ông đường tăng này. Đường tăng này ngon lắm, tụi mình chém bữa đã lắm, và rồi cười. Chứ là tân tạng công thì sống mà lại. Lại thiết tha. Đấy thì cái chuyện tôi vui, người ta cảnh giác vậy đó. Cái người dạy văn thôi chứ không phải là thiệt đâu nha. Nhưng mà ta cho biết rằng là các người công linh mà lại có chân, ở trên nó sắp chén các vị đây. Chén có nghĩa là nó làm thịt nó nhậu đấy. Ông ngoài bắt tôi gọi là chết. Làm thịt tôi chết á. Cho nên đừng có tưởng vô chùa là gặp Phật. Chị Tây Du hay lắm ấy. Thành ra để cái đạo Phật của ta, cái đức tin vậy đó. Tôi chúc một điểm nữa là các vị người Phật tử phải phát cái Bồ Đề Tâm. Cái tiếng Bồ Đề Tâm á, cánh đây mà cỡ 4 năm rồi tôi nghe thấy chẳng có gì ghê gớm. Nhưng mà mình tư duy lâu năm thấp mà nó thấy cái tiếng Bồ Đề Tâm nó cần thiết lắm. Cái tiếng Bồ Đề là người ta định là giác. Mà giác là cái quả cao, cái quả tột đỉnh của trí tuệ. Thành ra là cái tâm Bồ Đề Tâm, tức là cái tâm giác. Cái Bồ Đề thì nhìn là giác đạo, tức là đi một cái con đường giác ngon. Còn như Đức Phật ta gọi là giác giả. Đức Phật là cái người chứng cái đạo Bồ Đề, ta gọi là giác giả, tức là cái người chứng cái trí tuệ, cái đỉnh cao của trí tuệ là Bồ Đề, đạo Bồ Đề. Còn như cái đạo giác đó là cái Bồ Đề Tâm, tức là cái tâm giác của họ. Cái đó là mọi người Phật tử phải phát cái tâm, tức là phải lấy cái trí tuệ giác ngộ là cái mục tiêu để cho mình hướng đến. Mình phải luôn luôn là hướng đến cái mục tiêu là giác ngộ cho mình, là đệ tử Phật, là phải lấy sự giác ngộ là mục tiêu. Cũng như cái nhà chính trị tề gia trị quốc bình thiên hạ, bình thiên hạ là mục tiêu. Người làm chính trị tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ, lấy cái bình thiên hạ làm mục tiêu để mà hướng cái lộc, cái lộc của một vị vua, một vị tổng thống trong một nước, khi nào thiên hạ phải bình cho được. Thế thì cái người mà ông đạo tu hành là phải cái thành tựu của nó, cái mục đích cốt lõi của nó là cái gì? Là cái quả Bồ Đề. Anh nghĩ nó là mục tiêu. Cho nên trong kinh Hoa Nghiêm nói rằng là quên mất cái tâm Bồ Đề ấy, thì dầu tới tu bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp đi nữa, nó cũng trở thành là ma nghiệp. Cái nghiệp, cái hành động của ma. Thành ra phải lấy cái trí tuệ giác ngộ là cái mục tiêu mà mình hướng đến.
Tôi xin lỗi, thành thật mà nói, không biết bao nhiêu người bản danh là Phật tử của chúng ta đi chùa liên tục mỗi ngày mà không có phát tâm Bồ Đề. Nói cách khác là không biết cái mục đích của mình đến là cái gì. Đó là đáng thương hết. Đi chùa liên tục, lại liên tục, tụng kinh liên tục, siêng năng cần mẫn lắm mà không biết cái mục đích đến của mình là cái gì. Đi để mà cúng, để mà lại, để mà tụng, để mà niệm, gọi là lấy phước. Tôi nói câu này là nhiều người sẽ không chịu nổi. Tôi nữ đó, cúng lại tụng niệm giáng sinh không hề có phước, phước bắt đầu trọng không hề. Thiện là chi, ác lại là chi, tội là chi, phước cũng lại là chi, đạo mạc chi, những cái danh tự ngôn kỳ đó. Sợ phải nói sợ là luôn tâm tự hành hạ lấy, luôn lòng sáng xưa nay ta vẫn có mà đặt chân để cho bụi bò vĩnh viễn ta chẳng có quan tâm. Thế thì giờ lại để cầu cái gì, giang sinh cái gì, ai cho? Tại vì là không có phát cái tâm Bồ Đề, không có lấy cái mục tiêu trí tuệ và danh vọng, cho nên là không có mục tiêu. Tề tu tâm, tề gia thị quốc, cực khổ gì để đạt cái gì? Đạt cái bình sinh hạ bộ mà an tưởng lên ngôi trời. Ở đây tại bái tụng niệm cầu nguyện danh sinh, đạt cái gì? Không biết. Không biết. Và cái đó hoàn toàn không có. Bởi vì có ai ban đâu, có ai cho đâu, có ai tặng đâu. Sáng so thấy cội vật quốc không ai ban này, không ai tặng mà. Vậy mà mình chỉ tụng niệm danh sinh cầu lại không thì ai ban ai tặng đây. Mà cái này nhiều lắm. Trong cái sách này tôi đã nghe, tôi đã ôn việc, tôi đã nghe từ đài phát thanh cho tới thực tế trên cõi đời là nhiều người lắm. Mà làm sao bây giờ? Tôi gọi là không thể cứu nổi. Không thể cứu. Những người mở trên Phật tử như thế thì không có Phật nào cứu nổi, không có Bồ Tát nào cứu nổi. Còn cỡ như tôi vậy thì hoàn toàn không có giúp được cái gì. Đây, càng đấy là phải phát Bồ Đề tâm mới được. Tâm Bồ Đề là quả, mà cái nhân là phải bồi dưỡng trí tuệ. Mình làm cái gì mình cũng phải chú ý về cái trí tuệ. Có trí tuệ, có tư duy, nó có nhận thức, nó nhận chân được cái vấn đề nhân quả, thiện ác, tội phước, phiền não, hay là trí tuệ vô minh, hay là biết bạn. Thành ra cái trí tuệ là mình phải tu tập, phải rèn luyện, gọi là người phát Bồ Đề tâm, tức là phải kích động cái tâm giác ngộ thường xuyên trong cuộc sống. Tức là hướng về cái mục đích giác ngộ và giải thoát, lấy cái đó làm cái mục đích nên, tôi gọi là phát Bồ Đề tâm. Pháp Bồ Đề Tâm, trong kinh Pháp Bồ Đề Tâm là quý vị tỉnh An Pháp Sư, ông có đặt ra là 8 cái tiêu chuẩn là tà, chánh, giới, viên. Pháp Bồ Đề Tâm nó có tà và chánh, mình phải lựa cái chánh. Chơn và quỷ, mình phải lấy cái chơn, bỏ cái quỷ. Nhã và tiểu, mình có cách tâm đại thừa, mình bỏ cái tâm nhỏ hẹp tiểu thừa. Thiên và viên, viên là viên giáo, là viên mãn đại thừa. Thiên đó tức là nó lệch lại,
lệch lạc, chẳng hạn như là mình không có đặt cái mục tiêu tốt gì vô tổ bồ đề, mà mình đặt cái mục tiêu là cầu nguyện gia sinh những cái an lạc, những cái hạnh phúc nho nhỏ nho nhỏ, thế thì cái phát tâm sẽ là thiệt. Thế là có ba điểm mà tôi muốn nhắc là phải để là chánh tính, rồi cái thứ hai là gì hả? Sức khỏe ha. Ba điểm tôi nói để gửi đến các vị là chúc sức khỏe là một, phát cái tâm, cái đức tin chân chánh là chánh tính là ai và phát bốn tâm. Cái đó coi như là tôi gửi gửi tới các vị là chúc mừng đầu năm, mong các vị được cái đó. Bây giờ tôi bắt đầu vào kinh đây. Thì cái chức 14 này là học cái phẩm thạnh hạnh. Tập bảo này ca nhiếp Bồ Tát. Đại Bồ Tát tu đại thừa đại niết bàn, đính dẫn nó trên bảy pháp lòng. Bồ Tát nó sẽ đầy đủ thạnh hạnh. Thành ra là cái sự tu tập nó có điều kiện đó. Bồ Tát mà tu đạo thừa đại niết bàn là phải tu học bảy cái pháp lành đây. Bảy pháp lành đó là gì? Một là phải biết pháp, hai là biết nghĩa, ba là biết thời, bốn là biết tri thức, năm là biết mình, sáu là biết người, bảy là biết tôn ti. Đó, thành ra mình học từ rồi Đức Phật dạy cho mình là từ khía cạnh một, từ cái bước đi trên đường tiếng nói bồ đề vô thượng, tiếng tạm vô thượng, mình phải học từng bước vậy. Thế nào là viết pháp? Bồ Tát viết 12 bộ kinh, mỗi là Bồ Tát viết pháp. Thế là đây, bây giờ là các vị ông 12 bộ kinh đây. Viết pháp là phải viết 12 bộ kinh. Mười hai bộ kinh này á, tại sao mà có người hỏi tại sao Phật nói chi tới 12 bộ kinh? Nhưng mà cái tiếng bộ kinh đây nên để ý là nó không phải là bộ, là giống như bộ sách. Nó giống như cái bộ tiểu thuyết, hay là cái bộ trung dung, cái bộ đại học, cái bộ sách tăng tử, cái bộ truyện phong thần, cái bộ truyện Tây Du, không phải cái bộ vậy. Nó có chữ bộ vậy. Chữ bộ 12 bộ kinh đây có nghĩa là 12 thể tài, 12 cái cách hành đó. Giống như ở thế gian của chúng ta đi học trường mà, chúng ta có biết nhiều, nếu cái người mà muốn viết văn là phải học gì? Văn tả cảnh. Phải học sao tả cảnh để cho nó xúc tích. Và nó gợi mình. Ta nghe cái người ta thích liền, chẳng hạn như Nguyễn Du nên lo to liễu vô mặt. Con quanh đọc nói trên cành vỉa mai chẳng hạn. Nao nao dòng nước cuốn quanh nhịp cầu, nó nhỏ cuối gần bắc ngang. Xè xè nắm đất bên đường, giàu giàu ngõ cỏ nửa vàng nửa xanh. Rồi bây giờ mới tả cái trọng tâm là cái mã. Rằng đây trong cái thanh minh mà sao không có dân tinh thế mà. Thế là tả cái mã, mà trước khi tả cái mã là phải tả cái bối cảnh của nó, là đâu có cái nao, cái dòng nước uốn quanh, có cái nhịp cầu nhỏ nhỏ, khối gần bắt ngang, rồi có cái nấm nít xè xè, nó cao cao thấp thấp,
sạch sẽ, nắm đất bên đường, giàu giàu ngón cỏ, nó nửa vàng, nửa xanh. Bây giờ mới nói cái bộ. Thế là ta học là cái nói danh tả cảnh. Nó là một thể tài, một cái cách hành tác. Rồi cái lối dẫn tả tình. Tả tình làm sao mà tả trong bụng người ta được. À, vậy mà cũng phải học cái lối dẫn tả tình. À, rồi cái lối dẫn đối thoại thì gọi là lối dẫn tả cảnh, rồi tả tình, rồi nghi luận á. Rồi ta phải vận dụng vào cái lối cái bằng ẩn dụ, rồi hiển dụ, rồi quán dụ, thẩm sinh, nhiều thứ lắm. Mình học văn mình cũng phải nhiều thứ như vậy. Lối văn mà dùng cái lối ẩn dụ mà khéo vô cùng để mà mắng nhiếc, mà nếu mà trường hợp mà mắng nhiếc tục tành á thì bị đòn chết. Ở đây mắng nhất mà nhục lễ tú bà thì đàn kiều nói thôi, nghĩa là bây giờ đây là cái thân của con, đây là thân lương bao quản lắm đầu, những điều trinh bạch từ đai sinh chùa, cái nói dành người gốc đã cái tình cảm, mượn cái tình cảm mà nó ẩn chích ở trong đó, mà nghĩa là coi như chửi lại cái trinh bạch mà tôi chùa tôi để cho bà đấy. Từ nay những gì trinh bạch tôi chưa để cho bà làm, còn tôi thì tôi không dám làm cái trinh bạch nữa, cho nên là tôi giờ đây giống như là thật luôn vậy. Tôi mượn cái hình ảnh như vậy, cho nên nó có nhiều lắm. Các vị thì còn dành đến tôi đó, phải tả cảnh, các tả tình, các tả tâm, các rồi tả gió, tả mây, rồi tả gió là có tả lách mà tả cũng được. Tả cái tấm lòng thương yêu mà ta tả cũng được. Thành ra là Đức Phật là hành văn á, thì cái kiểu mà văn kinh Phật cũng cho ta biết rằng là nhà văn ở thế gian thì cũng có nhiều cách để trình bày ra một tác phẩm của người ta. Thế thì đây Như Lai Thế Tông nói kinh cũng có 12 cách, gọi là 12 bộ, tức là 12 cái thể tài, 12 cái cách hành văn. Thế thì là cái bộ môn thứ nhất là gọi là văn trược hà. Trường hà mà tiếp bạn thì gọi là tu đa ra, gọi là trường hà. Tức là cái văn xuôi mà các vị thường lập kinh ra là gặp những cái đoạn văn xuôi đó gọi là văn trượng hà. Hai là có thể hành văn bằng cái diễn đạt tư tưởng, hành văn bằng cái cách. Thứ hai là gọi là trùng tụng. Trùng tụng là những cái bài kệ nó có cái tính cách giống như là thoát yếu lại cái đoạn văn trượng hà ở trên, mà bằng cái bài kệ để cho nó xúc tích, để cho người ta có thể dễ nhớ, dễ tốt đầu cái ý kiến, nó bàn bạc, nó mênh mông ở trong cái văn trường hà, coi như tốt yếu lại. Nên trong kinh Pháp Hoa, mà khi nào mà các vị tụng nhĩ thời Thế Tôn dục trùng tuyên thử nghĩa nhi thiết kệ non, có nghĩa là lúc bây giờ Đức Thế Tôn muốn tuyên lại cái nghĩa trên mà nói bài kệ rằng, cái này là bắt đầu bài kệ là hoặc là 5 chữ hoặc là 7 chữ, thì các vị coi cái đó coi nè, là coi như là lặp lại tóm gọn cái nội dung của cái văn trường hà. Và tất nhiên là trong đó có thêm những cái ý tứ sâu sắc, nhưng mà trong đó chủ yếu là lặp lại cái nội dung của văn trường hà, gọi là trùng tụng. Chứ tụng tức là bài tụng. Ở trong kinh Phật là mỗi một câu vậy đó, có thể là 5 chữ, 7 chữ. Mà một bài tụng có thể là 4 câu.
tụng bốn câu. Tôi nói thí dụ như các vị học duy thức tam thập tụng. Cái duy thức mà tôi giảng cho các vị học đó là tam thập tụng, tức là nó có 32 cái bài tụng. Do giả thuyết gạo pháp hữu tụng chủng tương chuyển, bi sức sở biến, thử năng biến duy tam, một bài tụng. Nghe duy tục tương lương, cập liệu biệt cảnh thức, sơ ai lại gia thức, dị tụng duy thức chủng, hai bài tụng. Bất cả thi chấp thọ, sư liệu thường điển xúc, tác ý thọ tưởng tinh, tương ân duy xá thọ, ba bài tụng. Thị vô bố bộ ký, xúc cảm diệt như thị, hàng chuyển chỉ bọc lâu, a lớn, dị xá, bốn bài tụng, đó là nói về cái thức Anaya. Đây, mỗi cái bài như vậy tôi gọi là bài tụng, thành là cái chữ trùng tụng đây á, tức là cái thể văn từng bốn câu thành một bài tụng, để lập lại cái ý nghĩa trên. Cho nên nhĩ thời Thế Tôn dục trùng tuyên sửa nghĩa nhi thuyết kệ ngôn, lúc bây giờ Đức Thế Tôn muốn trùng tuyên lại cái nghĩa trên mà nói cái bài tụng, cái bài kệ. Thế thì cái đó gọi là trùng tụng. Nói tới cái đó, tôi muốn nhắc các vị học duy thức, nhiều vị cũng thích duy thức lắm. Mà các vị học cái năm cái vị duy thức ở sau á, là nó tóm gọn dữ lắm đó. Có năm cái địa vị, vị tư lương, vị gia hạnh, vị kiến đạo, vị tu tập và vị cứu cánh. Có năm cái địa vị đó, mà mỗi một vị vậy đó là có một bài kệ à. Mà tôi không biết là các vị có nắm được cái đó hay không. Chứ cái cách tu duy thức học là dựa trên năm bài kệ đó. Bắt đầu từ cái câu là nãi chí vị khởi thức cầu trụ duy thức tánh, ương nhị thủ tùy miên du dị năng phục diệt. Đó là cái vị tư lương người ta tu vậy. Một bài tụng thôi. Từ khi chưa biết tu học về duy thức cho tới cái lúc mà tu tập mong cầu đạt được cái thành tựu của duy thức, khi mà cầu trụ duy thức tánh, ư nhị thủ tùy miệt, nghĩa là năng thủ sở thủ, nghĩa là chấp nhân và chấp cảnh, chấp ngã và chấp pháp, nó vẫn còn nguyên phục ở trong tâm hồn mình. Nó giống như con rắn nó chung vô trong hang mà nó chưa đuổi nó ra được. Ở bên ngoài hang thì không thấy rắn, nhưng mà con rắn nó ở trong hang. Ở ngoài thân khẩu ý mình không thấy phiền não vô minh, mà phiền não vô minh đó nó tiềm tàng, nó nấp vào bên trong. Thì một hướng chỉ thống tự nhiên vô vị năng phục diệt à, để bắt đầu từ đó rồi hiện tiền lập thiểu vật, vị thị di thức tách, vị hữu sở đã có, thi thật trụ di thức. Tu mà mình thấy còn có tu, cúng chùa mà mình thấy còn cúng chùa, mình chưa có ba la mật được. Cái bằng hiện tiền lập thiểu vật là vậy đó. Tức là còn năng, còn sở, còn chấp ngã, chấp pháp, còn thấy có cái tôi, cái ta của mình. Tôi như vậy cho rằng là tôi duy thức là đạt tới cái mức nào đó là chưa được. Là vì sao? Vì hữu sở đắc có. Mình còn có cái sở đắc là mình chưa đạt, chưa thành tựu được duy thức, duy thức tánh đó. Thế thì đọc cái từ đó đó tới sao có năm bài kệ là năm cái mức, năm cái nấc thang tu hành nó gọn ở trong năm bài kệ đó. Là bài kệ thứ ba là nhược thời ưng sở duyên, trí đô vô sở đắc, nhĩ thời trụ duy thức, ly dị thủ tương cung. Chừng nào mà cái trí sở duyên của các vị mà đừng thấy có sở đắc chứ nó còn thấy mình có tu, mình có tính, mình còn thấy có năng thấy sở thấy, năng cầu sở cầu, năng nguyện sở nguyện ra là không được. Tức là mình có sở đắc, đối cảnh sở duyên trí không có sở đắc. Lúc bây giờ mình phải trụ được trong duy thức, vì mình ly nhị thủ tướng, mình xa ly năng sở, xa ly được cả nha. Đây tôi nói vậy để tôi nhắc rằng các vị học duy thức đó là nó có 32 bài tụng.
Thì cái văn trùng tụng này nó cũng là cái thánh bài tụng như vậy. Cái thứ ba là cô khởi. Cô khởi là những bài kệ độc lập, cũng bài kệ nhưng mà bài kệ độc lập. Tôi nói ví dụ như là bộ kinh Kim Cang Bát Nhã và các vị có đọc. Đức Phật dạy cái pháp tu hành là hàng phục cái tâm như thế này, trụ cái tâm như thế này, như thế kia. Đừng có chấp bắt, đừng có chấp bắt tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh và tướng thọ giả. Trong đó đừng có chấp bắt cả cái tướng của Phật, của Như Lai Thế Tôn nữa. Nếu tu hành mà mình chấp bắt cái tướng Phật, mình tôn trọng cái tướng Phật, cái hình Phật, cái âm thanh của Phật, thì không khéo mình sẽ bị các cái thứ ma nó mê hoặc mình đó. Cho nên Đức Phật nói bài kệ cô khởi là này, tu Bồ Đề hãy nghe nhé. Trên đường tu hành ông phải để ý, nhớ dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, dĩ nhân hành tà đạo bất loan kiến Như Lai đấy. Nếu mà tu hành mà dựa trên tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ mạng mà cầu và tu, mà mong chứng đắc thì coi chừng. Tu hành với Đức Phật mà dựa trên 32 tướng tốt của Phật, theo Đức Phật mà chỉ vì âm thanh thuyết pháp của Phật, đó là người tu hành cái đạo tà đấy, tu sai rồi, không hề gặp Như Lai đâu. À, đó là bài kệ như thế, gọi là bài kệ cô khởi đó. Ông muốn gặp Như Lai thì ông phải hiểu rằng Như Lai giả là tức chi pháp như nghĩa. Đây giờ nói dân xuôi trở lại, Như Lai giả là tức chi pháp như nghĩa, diệt hữu do ngôn Như Lai, diệt khứ, diệt tọa, diệt ngoại, bất năng ngã giải sở thiết nghĩa. Như Lai giả là vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ, cô danh Như Lai. Như Lai là cái bản thể chân như, là cái nghĩa như như của giảng pháp. Phải hiểu giảng pháp bằng thập như, thập như thị đó. Như được như vậy thì mới thấy được Như Lai. Như Lai là đi không chỗ đến, mà đi không chỗ từ, mà đến không chỗ tới. Có nghĩa là Như Lai là đức gì mà không gian là vô tận, mà đứng về mặt thời gian là nó trung phủ vô cùng. Như Lai là cái chân lý thanh tịnh, bản nhiên bất sanh bất diệt đó. Cho nên Như Lai là vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ. Phải hiểu như vậy thì bản thể thanh tịnh đó khắp cái không gian vô tận, thời gian vô cùng, ngày nào các ông mà sống với cái tâm thanh tịnh, không có phiền não, không có vô minh, không có đau khổ, không có nghĩ tới cái tình cảm nhỏ hẹp, chẳng hạn như cái ngạn ngữ, cái tục ngữ ta gọi là giọt máu đào hơn ao nước lã đó, tình cảm nó nhỏ hẹp lắm, không được thấy Như Lai đâu. Như Lai là ở trong không gian vô tận, thời gian vô cùng. Nếu lúc nào mà tâm của các ông thanh tịnh đó là các ông đã hòa hợp sống trong Như Lai bản thể rồi, các ông đã thể nhập với Như Lai rồi. Chớ tìm ở trong tướng đi, tướng đứng, tướng nằm, tướng ngồi, người đó không tìm có Như Lai đâu. Vì vậy Như Lai nói cái bài kể cô khởi là vô dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thủy nhân hành tà đạo bất năng kiến Như Lai. Đó là bài kể cô khởi đó. Và lại nữa, bất kiến nhất pháp tất Như Lai. Ông muốn thấy Như Lai là ông đừng thấy có vạn pháp, nghĩa là ông thấy tất cả mà giống như ông không có thấy gì hết. Nhưng mà không thấy gì hết không có nghĩa là ông bui, ông thấy gì,
ông lại vẫn thấy tất cả mà như không thấy gì hết, không thấy gì hết mà nó phải thấy tất cả. Vấn đề nói như vậy có nghĩa là cái tâm của ông đừng dính mắt, mắt đừng dính với sắc, tai đừng dính với thanh, mũi đừng dính với gương, thiệt đừng dính với vị, thân đừng dính với sốc, dễ đừng dính với cái tư tưởng pháp lục căn. Ông tách rời với lục trần, ông làm được như vậy đó gọi là bất kiến với pháp chứ không phải là tự quý diệt lục căn của mình. Không cần quý diệt lục căn mà vẫn tu tập bất kiến với pháp, làm được như vậy là thấy Như Lai đó. Do vậy Như Lai nói bài kệ Cô Khởi: dục chỉ sắc kiến ngã, chỉ âm tinh cầu ngã, thị danh hành tà đạo bất kiến Như Lai. Cái môn thứ ba là thí dụ. Thí dụ này thì đã có nhiều cái thí dụ lắm. Cô khởi rồi mà giờ ta thí dụ, thứ tư là thí dụ. Thí dụ là bạn nói nhiều thí dụ lắm nha. Giống như các nhà văn ta thí dụ, nó có ẩn dụ, nó có hiển dụ, nó có quán dụ. Mà thí dụ như Kinh Pháp Hoa là Đức Phật nói thí dụ nhiều lắm. Cái bấm phương tiện mà bạn nói về ba cái xe, xe nhé, xe nai và xe tô đắc, để ví cho tiểu thừa, trung thừa và đại thừa, đó là một hình thức, một thí dụ. Thế nhé, để cái giáo lý mà tiểu thừa là để cho những người căn cơ nhỏ hẹp nghe, giống như cái xe nhé vậy. Nhưng mà cái người mà căn cơ nhỏ hẹp này, cái người căn cơ lớn hơn, cái trí cao hơn, người ta không thích nghe những cái nhỏ nhỏ như vậy, thấp thấp như vậy. Cũng như người lớn, người ta không thích cái xe nhỏ. Thế thì là đáp ứng cái tâm trạng của người lớn đó, thì người ta phải là phải cho cái xe nghe, xe nai, thì người lớn người ta mới bằng lòng. Thế thì là nói cái giáo lý trung thừa để đáp ứng cho người lớn. Nhưng mà những người bài đại căn đại trí nữa là phải nói đại thừa, giống như là phải có cái xe trâu và đầy đủ tiện nghi, người ta mới thích. Thế thì là những người lớn chỉ cung cấp cho họ bằng lòng với cái cỡ xe nai thì cung cấp xe nai. Mà người đại căn đại trí người ta bằng lòng cái xe trâu thì mình phải cung cấp xe trâu. Do vậy mà nói xe trâu để nói là cái giáo lý cung cấp cho những người tiểu thừa, những người trung thừa, những người đại thừa, tam đại đại bạch tam sa. Nghĩa là ba cái thứ xe đó là bà thí dụ đó. Rồi chẳng hạn như cái phẩm dược thảo dụ cũng nói lên cái, cũng là thí dụ đó. Lời thuyết pháp của Như Lai giống như một trận mưa vậy, nước một trận mưa là một, vậy mà cái cây cỏ nhỏ nhỏ như cỏ cú, cỏ mồng trầu, nó thụ nước theo cái kiểu của nó để nó sống. Cây xoài, cây ổi, cây lựu, cây lê, cái sức sống của nó có 10 năm, 15 năm, nó hấp thụ cái nước đó theo cái cỡ của nó để nó sống. Có những cây trên rừng sống cả 1-2 ngàn năm, nó hấp thụ cái nước theo kiểu của nó để nó sống. Thì là nói pháp một vị là vị giải thoát. Vậy mà trong đó có những người nghe rồi chuyển sanh cái lòng hiếu thảo đối với cha mẹ thôi. Có người nghe rồi là tu chứng được quả Tu Đà Hoàng, Thân Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Có người nghe rồi ta lại đạt tới cái đỉnh cao của trí tuệ, ta thành Bồ Tát, để ta tiến tới Bồ Tát Bồ Đề. Do vậy cho nên là pháp của Phật là nó nhiệm màu như thế. Thì thế thì đó là hình thức của thí dụ đó. Cũng như những nhà giúp danh bên ngoài, người ta cũng dùng những cái thí dụ lắm. Tôi nói thí dụ như Nguyễn Du nói là làng thu thủy nét sinh sơn, đó là ẩn dụ đó. Qua mưa ghen thua thấm mà liễu hờn kén xanh. Kêu
Thí dân là được kêu ca sắc sảo mặn mà, so về tài sắc lại là phần hơn mà làng thu thủy nét xương sơn, cũng là thí dụ đó. Hoa ghen thu thấm mà liễu hờn kém xanh, cũng là một cái ẩn dụ, cái thí dụ đó. Vì vậy mà nhà văn người ta dùng nhiều cái thí dụ, thì đạo Phật thuyết pháp cũng nhiều thí dụ. Có là ẩn dụ, là hiển dụ, là tiền dụ, là hậu dụ, là biến dụ, là bán dụ, là sau này ta học nhiều cái thứ thí dụ nữa. Hết giờ là ngừng cái này vậy ha. Dạ bà thầy, con ông đạo hữu ông muốn đề nghị ông có nói phục để chức thầy con ông sinh như dạ. Có khi nhiều người ta không muốn thì sao? Dạ. Rồi vậy hỏi ý kiến thầy. Để thầy. Dạ. Tôi xin báo đại chúng là tôi nghe đạo hữu Bình Đức đây nó có một đạo hữu nào đó Phật tử muốn có cái thiện ý là có mấy câu thơ muốn xin đọc đây để chúc tôi, nhưng mà theo ý tôi là tôi xin cảm ơn, là tôi muốn rằng là để tặng riêng cho tôi tốt hơn. Chứ đông người rồi có người bằng lòng thơ, có người không thích thơ thì sao? Tôi xin cảm ơn để gửi cho tôi đi. Tôi mới gửi được người ta tặng tôi câu thơ đây mà tôi không dám đọc rồi nè. Câu thơ tôi cho là ngộ lắm, mà giờ đọc có người ta không bằng lòng thơ thì sao? Thôi thì cái này để riêng nha. Cảm ơn cái đạo hữu. Ừ. Hết giờ rồi, gần đây rồi.